Rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống Để Hạnh Phúc. Hãy ấn đăng ký để theo dõi được nhiều video hơn và đừng quên chia sẻ video ý nghĩa này tới những người thân xung quanh quý vị nhé. Quý vị thân mến, đàn bà sau khi bị chồng phản bội thì thường hay đau khổ và dằn vặt bản thân mà quên đi rằng trong cuộc tình này mình mới là người đáng được trân trọng. Khi chồng ngoại tình thì có rất nhiều cách để xử lý, nhưng không phải chị em nào cũng đủ khôn khéo để giải quyết êm thấm nhất. Vấn đề ngoại tình không phải chỉ liên quan đến một người, mà là vấn đề của tất cả những người trong cuộc. Là một người phụ nữ khôn khéo thì bạn cần phải biết mình nên đối xử với mỗi người liên quan như chồng mình và người thứ ba như thế nào cho đúng đắn là một việc không hề đơn giản. Và để giữ gìn tổ ấm hạnh phúc gia đình khỏi những đổ vỡ thì vai trò của người phụ nữ lúc này là vô cùng quan trọng. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, một người phụ nữ khôn ngoan thì thường có những cách ứng xử sau đây. Mời quý vị cùng đọc. Khi chồng ngoại tình, đàn bà khôn phải làm được 7 điều này. Mục đích cuối cùng của cuộc hôn nhân đó là đoàn tụ. Khi lòng bạn còn muốn níu giữ gia đình, khi chồng ngoại tình, hãy bình tĩnh vì bạn sẽ luôn có cách. Khi phát hiện chồng ngoại tình, có một vài kết quả có thể xảy ra. Thứ nhất là bạn có thể làm ầm lên và bỏ về nhà bố mẹ. Điều này sẽ tạo nên một sự xấu hổ cho chồng và tạo một bầu không khí ô nhiễm. Một khoảng cách đủ xa để đẩy người kia đi mãi mãi, vì với đàn ông, lòng tự trọng vô cùng quan trọng. Trường hợp thứ hai là bạn gặp người thứ ba và dằn mặt hay nói chuyện phải quấy. Điều này không nên, hãy tin tôi, bởi vì nếu tình yêu của bạn vững mạnh như một bức tường thì không ai có thể chen vào được đâu. Và trực ngoại tình thì sẽ không thể xảy ra nếu chỉ có một người tham gia. Trường hợp thứ ba, nếu như bạn đánh ghen, bạn sẽ trở thành người kém văn hóa và xấu đi trong mắt của chồng mình rất nhiều. Và một trường hợp thứ tư bạn có thể làm, đó là bạn đòi ly hôn ngay khi vừa biết anh ấy ngoại tình. Bạn chưa chắc hành vi ngoại tình có phần nào lỗi do mình hay không. Một ngày nào đó nhìn lại, có khi bạn phải thốt lên, giá mà. Vậy, kể cả khi cơn ghen đang hành hạ, bạn hãy cố gắng nhớ những điều sau đây. Điều đầu tiên đó là phải giữ bình tĩnh. Cảm xúc của người vợ khi phát hiện ra chồng ngoại tình thường là tức giận, cay cú, điên loạn. Sự ghen tuông và tính sở hữu không cho phép để người phụ nữ khác cướp mất chồng mình. Nhiều phụ nữ sẽ làm mọi thứ để giải tỏa cảm xúc bức bối và căm hận như lăng mạ chồng, đánh ghen. Nhưng nên nhớ rằng điều đó chỉ khiến cho bạn rơi vào vòng rắc rối hơn. Trong tình huống này, sự giận dữ chẳng giải quyết được gì. Bản thân bạn cần hơn hết là một sự yên tĩnh để suy xét bản thân và cũng là để làm dịu sự đau đớn tổn thương trong mình. Khi ấy mới có thể bình tĩnh, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Hãy im lặng, kiềm chế bản thân cho đến khi cơn giận dữ qua đi rồi bắt đầu phân tích và tìm hiểu vấn đề. Nhiều khi việc chồng ngoại tình chỉ là tin đồn, hiểu nhầm, hoặc nếu việc này là thật, lúc đó hành động vẫn chưa muộn. Thứ hai là nói chuyện thẳng thắn. Nhiều người chọn cách im lặng chịu đựng, thế nhưng cần nhận thức rõ ràng rằng nếu mình cứ tiếp tục im lặng để chờ đợi chồng tìm cách giải quyết hoặc tự giác cắt đứt với người kia, thì anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Do vậy, bạn nên nói chuyện với người bạn đời của mình trước khi đi nói chuyện với người thứ ba. Đây không phải là cuộc nói chuyện thông thường mà là đàm phán, bạn cần có kỹ năng. Thay vì đánh ghen hay chửi bới, bạn hãy thể hiện mình là người đáng được trân trọng bởi hành động này. Không cần phải tỏ ra mình là người chiếu trên bởi bạn thực sự là như vậy. Với chồng và cả với người phụ nữ thứ ba, bạn đều nên đối mặt thẳng thắn. Để giành được hạnh phúc cho riêng mình, chị em cần biết nói gì và không nên nói gì để bản thân người trong cuộc tự động buông bỏ mối quan hệ đáng xấu hổ này. Một người đàn ông đã cố ý ngoại tình thì họ đã không cần để tâm đến thể diện. Vì vậy, đừng sợ chồng mất mặt mà hãy quan tâm đến sức khỏe của mình. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý và suy nghĩ về mọi chuyện, bạn hãy yêu cầu chồng sắp xếp buổi nói chuyện nghiêm túc. Lúc này, bạn hãy đưa ra quan niệm, suy nghĩ của mình và cách xử lý mà bạn cho là tốt nhất lúc này. Xem xét thái độ của anh ta ra sao và đánh giá xem tình cảm của hai vợ chồng
có thể hàn gắn được hay không. Trong tình huống nào, bạn cũng hãy đặt hạnh phúc gia đình, con cái lên trên. Cố gắng lôi kéo người bạn đời về phía mình, cứu cuộc hôn nhân. Đừng nóng vội mà tự mình đánh mất hạnh phúc đã gây dựng. Thứ ba, không nên cố biết mọi thứ. Những cuộc tình vụng trộm với những cô bồ biết điều thực sự quá nguy hiểm vì người vợ sẽ chẳng bao giờ biết. Hãy tin những gì chồng bạn nói và cố gắng làm như đúng là bạn tin thật. Dù có nghi ngờ thì cũng đừng ngày ngày tra hỏi. Biết càng nhiều chỉ càng đau thôi. Đàn ông yêu thích sự nhẹ nhàng. Đôi khi chính sự tin tưởng của bạn lại khiến cho anh chồng ngoại tình tự cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm và tự nguyện từ bỏ nó. Thứ tư, đừng để chuyện gia đình ảnh hưởng đến con cái. Bạn cần hiểu rằng hành hạ bản thân thì chồng bạn cũng không vì thế mà tự động quay về hoặc an ủi bạn như ngày mới yêu hoặc mới cưới đâu nhé. Anh ta đang có bồ bên ngoài rồi, tư tưởng của anh ta đang bị lạc quên mất đường về nên sẽ quên cả chính bạn và các con. Bạn vẫn phải làm tròn bổn phận của một người mẹ để các con không bị ảnh hưởng. Tự chăm sóc bản thân thật tốt để lấy lại sức chiến đấu cho mình. Bạn có thể thực hiện những điều mà bạn muốn, chẳng hạn như đi xem phim mà mình yêu thích, đi chơi thể thao hoặc đi du lịch ngắn hạn, làm những việc mà bạn yêu thích để tìm niềm vui trở lại và giảm bớt đi thực tại đau khổ. Thứ năm, lạt mềm buộc chặt. Bản chất của tình yêu là sự vị kỷ. Trong tình yêu, không ai muốn chia sẻ người mình yêu cho một người khác nữa. Do vậy, không người phụ nữ nào không thấy đau khổ khi chồng mình yêu thêm một người phụ nữ khác. Nhưng ứng xử như thế nào để gia đình êm ấm khi phát hiện chồng ngoại tình là câu chuyện mà người phụ nữ nào cũng băn khoăn. Không ai có thể vui vẻ, thoải mái được trong những hoàn cảnh ở trên. Nhưng bình tĩnh và bản lĩnh mới là cách xử lý khôn ngoan để kéo chồng về nhà. Người vợ trong tình cảnh này vẫn có một thế mạnh hơn hẳn các cô bồ. Đó chính là sức mạnh của sự tỉ tê, của tình nghĩa gắn bó. Chị em cũng hãy gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mình. Nào là anh ấy không thân thiện với con, nào là ít chia sẻ với vợ, đặc biệt là suy nghĩ mình cũng sẽ ngã lòng với một người khác như một cách để trả thù chồng mình. Hãy khôn ngoan hơn, hãy chăm sóc anh ấy hơn bình thường, quan tâm hơn đến những cảm xúc của anh ấy và hãy làm cho anh ấy những món ăn mà anh ấy thích. Tổ chức những chuyến đi chơi để dành cho cả hai những khoảng không gian riêng. Giữ gìn hạnh phúc gia đình là phải từ hai phía, nhưng nếu những ai không may gặp phải người chồng muốn ăn cả cơm lẫn phở thì cần phải bình tĩnh, thông minh, lấy nhân nghĩa để thắng. Đừng vội vàng hấp tấp, sẽ dễ dẫn đến hư bột hư đường. Câu các cụ ngày xưa dạy, lạt mềm buộc chặt là như vậy đó. 6. Tha thứ khi chồng quay lại. Khi đã dũng cảm đối mặt với sự việc và phân tích rõ ràng với chồng, thì bạn có quyền lựa chọn con đường tiếp theo cho mình. Một là chấp nhận và tha thứ, hai là không chấp nhận và ly hôn. Dù bạn có quyết định thế nào thì cũng hãy cố gắng biến quyết định của mình là một điều cần thiết và tốt nhất nhé. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của bạn. Bắt đầu lại từ đầu có nghĩa là cho anh ta một cơ hội chuộc lỗi và chắc hẳn bạn cũng đang mong muốn con mình được phát triển trong tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ. Bất cứ ai cũng có những lúc mắc sai lầm và nếu có thể hãy cho họ cơ hội để sửa sai. Dù con tim bị tổn thương, nhưng hãy vì các con để giữ ấm hạnh phúc cho gia đình mình. Bạn đã bỏ qua được thì hãy học cách tha thứ và bao dung để cùng chồng hàn gắn vết thương. Cách xử lý khôn khéo này sẽ khiến cho chồng bạn cảm phục và chắc chắn gia đình bạn sẽ tìm lại được sự ấm áp vốn có. Chuyện cũ có nhắc lại thì cũng chỉ làm cho hai người buồn hơn và dần dần sẽ khiến cho mối quan hệ vợ chồng đi vào bế tắc. Vậy nên hãy lạc quan lên và đừng trách móc chồng. Đàn ông vô cùng ghét sự cằn nhằn, bới móc chuyện cũ, cứ nhai đi, nhai lại của vợ. Thay vào đó, hãy suy nghĩ lạc quan và tìm niềm vui khác thay thế bạn nhé. Đó mới đúng là cách ứng xử khôn ngoan khi chồng ngoại tình của những bà vợ thông minh. Thứ bảy, yêu thương bản thân mình nhiều hơn và dung thứ cho kẻ thứ ba. Đối với đàn ông,
Bạn tha thứ cho chồng không có nghĩa rằng chồng không phải nhận bất kỳ hình phạt nào, mà hình phạt bạn dành cho chồng mình lại không thể mang ý nghĩa tiêu cực và bạo lực. Điều đó càng chỉ đẩy hạnh phúc của mình đi xa hơn mà thôi. Hãy nghiêm khắc với chồng, cho chồng tự nhận thấy lỗi lầm của mình và khiến bản thân mình hấp dẫn hơn trong mắt chồng. Đối với bản thân, đàn bà sau khi bị chồng phản bội thường hay đau khổ và dằn vặt bản thân, mà quên đi rằng trong cuộc tình này mình mới là người đáng được trân trọng. Nếu chồng đã một lần phụ bạc không biết yêu thương người vợ bên cạnh mình, hà cớ gì chị em cũng đối xử với bản thân mình như vậy. Vì vậy, hãy yêu thương mình nhiều hơn, tự chăm sóc bản thân và cho phép bản thân mình làm những điều mình mong muốn. Dung thứ cho người thứ ba, bản thân người phụ nữ ấy cũng là người chịu tổn thương. Nếu cô ta chỉ là người qua đường lợi dụng chồng bạn để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, thì cô ấy kỳ thực chẳng phải là điều gì ghê gớm để so sánh với bạn cả. Còn nếu cô ấy thực sự dành tình yêu cho chồng bạn, thì trong cuộc tình này cô ấy thật đáng thương, vì vừa mất đi tình yêu của mình, đã vậy còn mang danh tiếng xấu mà chẳng ai muốn có. Dung thứ cho người thứ ba là cách mà bạn khẳng định sự khoan dung và sự cao thượng của mình dành cho chồng.